Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Tiếp tục hôm nay lâu chữ R nha anh em, 12 máy này ha. Đó, anh em có chốt thì nhớ giùm em cái mã hôm nay là chữ R máy, và gọi vào số điện thoại giùm em ha, là 0972 949 527. Đó, anh em chốt thì cũng khỏi cần phải đặt cọc nha anh em. Máy đến nơi mình được quyền kiểm tra, test nổ rồi xong mới trả tiền cho cái người giao hàng ha. Giá trên đây thì em đã bao ship tặng nhà cho mình rồi nha anh em. Tặng kèm cho anh em là 6 món phụ kiện luôn nha anh em, là dây đeo, lưỡi cắt, tiếp mở mugi, ổ phát cước, lục giác 4 và cản cỏ anh em, 6 món ha. Đó, không cần phải đặt cọc tiền, bao ship tặng nhà, tặng kèm theo cho mình là 6 món phụ kiện. Máy đến nơi mình được quyền kiểm tra, test nổ rồi mới trả tiền anh em. Nói chung là đầy đủ đồ hết đó anh em. Vậy anh em chỉ việc xăng pha nhớt là sử dụng thôi nha. Mấy cái tay lái, tay liếc, đồ này kia đó thì chỉnh anh em chốt, anh em xài muốn xài cái tay nào đó thì báo bên em ha. Bên em sẽ gáp cho anh em cái tay lái đó. Đó ha. Còn nếu như mà anh em đòi cái lên gearbox gin của máy về là anh em phải thêm tiền giùm em nha. Đó. Anh em nào chưa có nhớt thì có thể mua bên em nha. Bên em cũng có bán nhớt ha. 100.000 bình lít anh em nhớt hai thì nha. Gom cỏ cũng 100.000 cái ha, còn đầu bơm nước là 150.000 anh em. Địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Đó. Thì bên em bán tất cả máy này là đều máy Nhật Bản hết nha anh em. Bên em không có bán máy Trung Quốc mới, với lại không có bán máy mà của người dân Việt Nam Sài Gòn nha anh em ha. Không có bán máy hàng đó. Bên em bán tất cả máy này là đều máy bãi hết. Đó. Thì một lô thì em lên 12 máy thôi. Còn ví dụ như mà anh em cần kiếm con máy nào đó thì có thể kết bạn Zalo, Linh ơi kiếm trên con máy đó rồi em sẽ quay cho anh em xem. Nếu như có thì em sẽ quay cho anh em xem, ok thì mình mua nghe anh em. Đó, còn anh em nào mà chưa biết gì về máy, muốn xài máy thì cứ kết bạn Zalo ha. Bên em sẽ tư vấn hỗ trợ cho mình cái cách xài, cách gắp lưỡi dao đồ các kiểu hết nha. Đó, anh em cứ yên tâm về cái phần đó ha. Anh em nhớ nè, chốt máy ở trên đây là có sao là em gửi vậy nè ha. Chốt cũng kỹ giùm em nha. Đó, chốt thì chắc ăn rồi anh hết chốt. Hồi đêm hôm cũng có anh đó chốt đã xong rồi, sáng đóng hàng xong xuôi hết sẽ sạn gửi cái bắt đầu anh quỷ đó. Thiệt tình chứ. Đó. Không phải là cái gì không chốt thì thôi nè, chốt mất công đóng hàng ấy, tại vì chị em chưa gửi đi, nếu như gửi đi là em tốn thêm tiền phí này. Đó, không có lấy cọc, bởi vì mình chốt hàng thì cũng phải cho nó kỹ lưỡng giùm em tí xíu ha. Đó, đóng hàng xong rồi ngon lành kiểm tra gắp lưỡi dao đồ các kiểu chạy thử hết ngon lành rồi đóng hàng cho đi. Đó. Rồi chưa kịp cho đi xe nó sửa sạn lấy thôi thì ảnh quỷ đơn rồi. Đó, làm hại khui ra. Mất công phải gửi đi là phải tốn một khúc tiền ship nè. Đó, bây giờ anh em chốt cũng coi kỹ giùm em ha, muốn thay đổi cái gì thì cũng báo giùm em luôn. Anh em chốt hàng đêm nay là sáng hôm sau là em ra em kiểm tra là em đóng hàng em gửi đi đó ha. Bởi vì anh em cũng kỹ lưỡng cái phần đó giùm em nha anh em ha. Rồi thì hôm nay lên cho anh em gồm có Tanaka 37 ly nè, 34cc ha. Sidewa S26 nè, TG28, Mitsubishi là 26, Magu 26 tum gài, Magu 26 ga bóp. Trên đây thì có Mitsubishi là 23, tay là 20, Sidewa 230, Magu 23 tum gài, Magu 24. Đó, và một con đầu tiên, con này là con Genoa cơ Mitsubishi nha anh em. Con này là 230 nha anh em, 230 ha, nòng 32 ly, 23cc nha anh em. Dòng này thì đề cao đề mới nha, chị rất là tiết kiệm xăng nha nè. Dòng này thì khách có xài cái khoản hồi rồi, tiếng hao tầm cả 2 lít xăng thôi, cực kỳ là lợi xăng nha. Con này thì 230, ổ giật của nó là có trợ lực nhỏ cho anh em nha, mua ghi đứng ha, chế qua gò 2 kim, le đỏ tự động nha anh em, 2 họng xăng nha, rất là lợi xăng nha. Máy con này nguyên zin hết, đời này sử dụng tum nhôm luôn nha anh em, tum nhôm chắc chắn nha. 1.3 triệu thôi, quá rẻ luôn. Con này sử dụng ga bóp, nhưng mà ga bóp nằm ở dưới ống nha anh em. Nè, ga bóp mà xài tay lái thấp ha. Còn nếu như anh em lên hai tay là em sẽ gỡ cái bộ này ra nha anh em ha, cần đầu bò nguyên zin nè. Đó. Rồi EG1 nha anh em, 1.3 triệu ha. Rồi tiếp theo qua cho anh em con EG2 ha. Con EG2 con này là con Magu đời mới nha anh em. Con này Magu đời mới, con này là 24 nha. Con này nòng 33 ly anh em, 24cc nha. Ở 33 ly 24cc cũng thuộc dạng máy to ha. Về anh em xài gia đình đồ này kia là bao ngon nha.
Đó, con này thì đề này là ổ và cũng có trợ lực nhỏ nè anh em. Rồi chế của nó chỉ chế qua gồm một kim ha, lóc có dập mắt in da băng cho anh em nha. Đó, con này chịu ba thôi nha anh em, cực kỳ rẻ cho anh em nha. Đó, nguyên zin hết nha anh em. Con này thì không có xài ta lái nè, zin của nó không xài ta lái nha. Anh em thích gáp tay thì em gáp miễn phí cho anh em ha. Cần đầu bò rồi là nguyên zin nha anh em. Con này 1.3 triệu nha anh em. Để ra nhỏ này kính nè. Cái này cái le anh hơi hở rồi nè, thì là anh em chốt em xử lý lại. Cái le nó hơi hở anh em, rồi đậy nó không kín nè, nữa anh em chốt em làm lại nghiêm chỉnh hết nha. EG2 nha anh em, 1.3 triệu nha. Tiếp theo qua EG3, con này thì Maru 23 anh em, nồng 32 ly, 23cc, đặc biệt cái dòng này là dòng máy đầu vuông nè, máy Maru vuông á, Maru vuông tum gời nha ha. Con này thì giá 1.5 triệu nha nè, 32 ly ha, 23cc. Dòng máy Maru thì dòng máy đề cao nè, máy mình rất là bền, dễ nổ và cực kỳ là lợi xăng nha. Đây cần tum gời nè ha. Đó, anh em gáp thì xịt thuốc nha, chẳng tum gời anh em gáp thì xịt thuốc, anh em rất là thông dụng ha. Tum nhôm công tắc thì nó nằm ở dưới đít nha nè, này nằm dưới đít nè. Đó, sử dụng hai tay lái ha, càng cản cỏ đậu bò nguyên zin cho anh em luôn nha anh em. Rồi EG3 nha anh em, 1.5 triệu ha. Tiếp theo qua EG4 nè anh em. EG4 một con Siriwa bao đẹp cho anh em luôn. Con này là Siriwa 230 nha anh em, nồng 32 ly ha, 23cc, dòng máy hệ, máy VIP của anh em Bình Thuận nè. Con này 1.7 triệu nha anh em, con này 1.7 triệu nha. Máy móc đồ này kia nguyên zin hết, rất là đẹp nha anh em, 230 ha. Đó, nguyên zin hết, rất là đẹp nha. Bồ trắng tinh luôn anh em ha. Đó, chạy chế qua gồm một kim nè. Con này 1.7 triệu nha anh em, máy rất đẹp nha nè, cực kỳ đẹp nha. Đây 230 nè, chưa chạy sơn luôn. Thấy không? Nè, để mèo mà còn mới tinh nè nè, thì mèo zin nó còn mới tinh ha. Sử dụng hai tay lái nè, ga bóp zin theo máy luôn nha nè, càng đầu bò rồi là kia nguyên zin tem mạ được còn cũng gồm còn rất là đẹp nha nè. Đó, EG4 là 1.7 triệu nè. Mấy cái dòng này thì chạy cực kỳ khỏe mạnh và bền nha nè, và nó phải gọi là cực kỳ là lợi xăng luôn, dòng sinh đi qua. Rồi tiếp theo qua con EG5 nè, là dòng máy Mitsubishi nha anh em. Con này là Mitsubishi tên là 20 ha, nồng 30 ly, 20cc, dòng máy nhỏ của thằng TL nha anh em, Mitsubishi TL ha. Dòng này thì được cái là ổn định cao ha, để lâu quá nó dễ nổ, và cái trong cái khoang khúc 30 ly của nó ha, trong cái khoang khúc 30 ly của nó là nó chạy rất là khỏe nha anh em. Con này thì máy zin hết nha, chế thì lên chế 2 kim nè. Đó, còn bao nhiêu đây là zin nha nè, đó ha, lóc dập da băng nè, mấy dòng này nổ giòn lắm. Con này cần gời luôn nha nè, cần tum gời anh em gấp được xịt thuốc luôn nha, giá 1.4 triệu thôi. Ta lái thì không có nha nè, về nó nguyên zin nó gì đó, về anh em thích thì gấp tay này tròn cho em gấp, còn nếu như thích hai tay thì em gấp hai tay nha. Đó, đầu bò thẳng cổ zin nha nè, em gấp miễn phí cho anh em hết nha. EG5 nha anh em, 1.4 triệu chạy rất là bốc nha anh em. Rồi em qua EG6 nè. EG6 thì cũng là con Mitsubishi nha anh em, nhưng mà con này là tên là 23 nha. Tên là 23 thì nồng của nó là 31 ly nha anh em, 23cc ha. Đó, nó sẽ khỏe hơn con kia. Anh em nào mà xài gia đình nhiều nhiều thì lấy con này, sẽ ít thì lấy con kia ha. Con này 1.8 triệu nè, con này chạy chế quam gồm 2 kim chế zin nha. Chế zin nha, nó có dập da băng ha, zin nguyên bản cho anh em luôn nha. Đó, nói lại tên là 26 là ni trang nha thôi. Đó, chỉ khác là nó đóng số nồng con 23 con 26 nha nè. Đó, ha, cái mão trên này nó hơi bởi xíu. Dòng này thì giờ anh em xài gia đình, anh em phát cỏ nhiều là ok, ngon lành hết nha. Giá 1.8 triệu nha nè, cần nó cần tum gời nè. Tum gời anh em gáp thì xịt thuốc ha. Xài ta lái một tay nha nè, cần đầu bò nguyên zin ha. Anh em không thích một tay thì báo em gáp hai tay miễn phí cho mình nha. EG6
6, anh em 1.8 ha, dòng Mitsubishi chạy tua lần khỏe lắm. Rồi G7, G8 anh em là dòng máy Magu ha, dòng máy Magu là dòng máy đời mới, đời cao ha. Máy mình rất là bền nè, bền dễ nổ, tiết kiệm xăng, ổn định rất là cao ha. Thôi là Magu 26 lòng 34 ly, 26cc thì nói chung cũng thuộc dạng to ha. Con này thì giá của em bán cho em 1.8 nha nè, để do cáo nó chỗ này nó bị xấu cái phần này ha. Em bán cho em 1.8 không thôi con này 2 triệu luôn nha nè. Anh em nhìn cái nồng của nó nè. Mới tinh nha nè. Con này mà cáo nó không có bị cái nám chỗ này ha, là em bán con này tới 2 triệu luôn nha nè ha. Máy rất đẹp nha nè, rất đẹp. Magu 26 lòng 34 ly ha, 26cc. Tum liền công tắc đây ha. Đó, hai ta lái con này xài ga bóp hại luôn nha nè. Ga bóp hại ha, cần cản cỏ đầu bò là nguyên zin cho em nha anh em. G7 nha anh em, 1.8 ha. Rồi, em qua con G8 nha anh em. Con G8 thì con này 2.1 triệu ha. Con này lẽ là Kubota 263. Nó cũng là Magu 26 đó nha anh em, cũng là nòng 34 ly ha. 26cc. Con này thì cái đời này á thì nó sẽ chạy khỏe hơn cái con bên đó nha anh em, nó khỏe hơn con G7 ha. Đó, con này máy cũng nguyên zin nha nè, về thùng xăng bởi thay thùng xăng mới. Chế hai kim quam gồ chế zin nè, lắp có dập da băng cho anh em nha. Con này đặc biệt nó tum gời nha anh em. Tum gời nè. Thấy không? Tùm nhôm, tùm 260 anh em gáp vào xịt thuốc ha, rất là đẹp luôn, ốc còn vàng 7 màu anh em. Đó, hai ta lái ha, ga công tắc ở trên luôn, cần đầu bò nguyên zin nha. Dòng này về anh em xài gia đình là bao ngon, bao vip luôn nha anh em, cực kỳ vip. Rồi G8 nha anh em, 2.1 triệu nha. Tiếp theo qua con G9 ha. Con G9 con này là con Mitsubishi tên là 26 nha anh em. Nòng 33 ly ha, 26cc, lốc có dập da băng nè. Đó, dòng này thì chạy là tua của nó là tua cao ha, tua cao nhưng mà máy nó khỏe và lợi xăng nha anh em. Bởi vì nó là giá, bởi vì giá nó lúc nào nó cũng 2 triệu mấy rồi ha. Đó, thì em bán con này 2.3 triệu, máy zin hết nha. Thùng xăng thay mới nè, còn bao nhiêu lại là zin hết nha. Đó, giá 2.3 triệu là giá rất là rẻ nghe anh em ha, cũng là chạy chế quam gồ hai kim, áo hơi bởi đây tí xíu nha, không ăn thua nghe anh em. 2.3 triệu nha, dòng này siêu bốc siêu mạnh nè, khỏe và lợi xăng nha, cần tum gời nè, em đợi nó đóng bụi nè nè, để đóng ba cái bụi vậy. Đó, tum gời tum nhôm nghe anh em, công tắc trên áo luôn ha, sử dụng hai ta lái, cần đồ bò nguyên zin, bao zin cho anh em nghe anh em. G9 nha anh em, 2.3 triệu nha. Tiếp theo qua con G10 ha. Con G10 là con này con máy lớn nè anh em, Kawasaki TG28 nha. Con này 28cc, nòng 34 ly nha nè, 28cc lận nha ha. Con này thì nó được cái là tum lớn nha nè, tum lớn ha, cũng là nguyên zin bình xăng thay mới nha anh em ha. Chế quam gồ hai kim nè ha. Con này thì về anh em mình xài gia đình ha, phát cước chặt cỏ cứng đồ này ok ok, sắp bằng con này lại nha. Đó, phát cước chặt con cứng đồ này kia là ok, ngon lành, bao khỏe cho anh em nha. Con này chỉ có 2.2 triệu thôi, nó chạy khỏe hơn con tên là 26 này, nhưng mà giá thì nó rẻ hơn. Lý do tại vì cái dòng này thì nó không có thương hiệu tên tuổi bằng anh em nha. Nguyên zin hết, nồng thì nó hơi bị kiểu như muối muối xíu, không ăn thua anh em. Con này 2.2 triệu mà cái cần nó sử dụng cái cần tum lớn nha, tum lớn bú lớn anh em, 330 430 rồi xài chung anh em, công tắc xuống là tắt ha, lên là mở nha anh em, cần rất là giá trị nha. Ở cây cần thì nó hơi ngắn hơn người ta một tí xíu nha anh em, em cũng quay cho anh em coi cho kỹ ha. Đó, nó ngắn hơn tí xíu vậy đó nha anh em. Đó, G10 nha anh em, 28cc, nòng 34 ly nha, giá 2.2 triệu nha anh em. Này về anh em phát cước ok hết. Tiếp theo qua G11 ha,
RG11 là con này là con Siriwa S26 nha nè, 34 ly, nhưng mà nòng dài dên dài nó là ông vua của thằng 34 ly bình xăng dưới nha nè. Con này là chạy chế qua ông gò hai kim nè, thùng xăng lớn là thay mới nha nè. Dòng này thì thôi đỉnh cao nè ha, nó là chạy là xé gió với con TG28 này nha nè. Con này phải gọi dưới báo với anh em là chạy bao khỏe bao lực nha, giá thì 2.2 triệu thôi, giá 2.2 triệu thôi. Giá này thì ở ngoài Bình Thuận là không bao giờ có giá này đâu nha nè, máy nguyên zin nè ha, thùng xăng lớn là thay mới thôi. Dòng này thì chạy nổ siêu chát, siêu mạnh, siêu bền nha anh em. Đây cái tùm của nó nè, đó 26 hơi chạy sơn chút đỉnh nha nè, đó tùm nhôm chắc chắn nha, tùm nhôm chắc chắn ha, đó tay lái nè, zin nè ha, tay ga thì tay ga này hư rồi đó, chừng nào em sẽ gắn cho anh em cái ga kéo ha, ga chết á. Còn em nếu như mà thích ga bóp em gắn cho anh em ga bóp mới nha. Cần đầu bò nguyên zin nha anh em, ống cần 26 ti 7 khía nha, đó thông dụng 26 7 khía là cái hàng thông dụng, anh em gắp sạc cỏ xới đất xới cỏ là bao ngon hết. Rồi tiếp theo là con RG12, con cuối cùng nha anh em ha. Con này là con Tanaka 3004 nha anh em, con này là Tanaka 3004 ha, nòng của nó là 37 ly lận nha anh em, 34cc. Con này phải gọi là đẹp vip mới can nha, ở bình xăng lớn là bình xăng zin luôn nha anh em, chứ không phải thay mới đâu nha. Con này nó đẹp lắm, đẹp toàn diện nha anh em, cực kỳ mới nha. Chạy chéo qua gò một kim là con này 2.6 triệu nha anh em, nòng của nó là 37 ly lận nha anh em, 34cc nha, ổ giật trợ lực ha, Mugi đứng nè, chạy chế qua gò một kim chế zin ha. Đây tùm của nó nè, bao đẹp cho anh em nè, đó điện mèo không có nữa, gắn đầy đủ cho anh em nè ha. Đó, hai ta lái, công tắc trên tay, công tắc hại luôn, con này bao đẹp ha. Đây 3004 nè, ở đầu bò nguyên zin hết nha nè, RG12 nha, 2.6 triệu. Rồi anh em có chốt con nào thì liên hệ vào số điện thoại giùm em ha, là 0972 949 527, anh em xem nhớ đăng ký kênh nha anh em. Rồi bye bye anh em ha, hẹn gặp lại clip sau.